Màu mỏ phết anh ạ con này. Ngày gió quật như kiểu bão rồi. Con này bộ đẹp lắm anh ạ. Anh ngó sang bên này đi. Để đấy anh ạ. Thấy thấy sợ thấy người. Ô sao mặt nó kiểu đốm đốm ấy nhỉ? Đâu nhỉ? Mơ ta. Bơi rồi. Chạy cầu. Không biết phải mơ không thấy mặt đốm đốm nữa. Mồi chim cánh cụt. Chỗ này không quay được anh ạ. Okay. Quay đẹp này. Bé bé bộ bé này. Mò mò. Hướng đẹp lắm. Gió như này mà nó vẫn ôm lông này. Không bị xù. Cuốn ngồi xanh. Đây đây đây. Không quay được cơ. Phải mơ không nhỉ? Đấy. Chắc không phải à. Như kiểu ăn cái gì dính bẩn hay sao. À đậu, đậu gần rồi, đậu gần rồi. Sao bạn nào buồn nào không được. Ô sao vướng cái cành gớm nhỉ. Chạy tiếp mù luôn. Không nhìn thấy cái gì đó. Con này nó ưa đấu trong bụi hay sao. Vừa xé mấy cái không kịp quẩy. Mồi bắt đầu chơi. Mồi bắt đầu chơi. Đổi con mồi khác. Xem tí xem phải mơ không. Ngồi chơi. Quả đấy tí vồ ấy nhỉ. Chơi cái là nó sung ngay. Rồi. Anh lấy máy quay ra quay đi. Quay dần lên. Đâu? Nét anh ạ. Muốn đánh rồi đấy.
ấy mới là... Chắc vướng cành cây. Hôm nay gió to dã man luôn. Người mẹ lắc cái lồng rồi rồi. Đéo quay. Lại lần nữa cái lồng lắc nó sợ. Cái gì còn nữa. Xong. Mùi đến giờ đói hay sao? Ôi xong. Ok. Đúng lúc ăn nhìn rồi. Anh nó sập anh còn giật mình. Nó ăn quả nó dính vào mặt tưởng mơ. Ôi, anh em. Con này không phải chim bụ này rồi. Mặt khá dữ.